các bạn đến với video tiếp theo của mình trong game Tom Hero. Hôm nay ta sẽ cùng anh chàng siêu nhân của chúng ta đi giải phóng cửa ải cuối cùng của hòn đảo, đó là gì nào? Ta sẽ bắt đầu cho các bạn xem nha. Bắt đầu nào. Ba chàng siêu nhân của chúng ta đang chiến đấu với tên khủng bố để giải phóng hòn đảo của chúng ta. Xong rồi, hòn đảo của chúng ta đã hoàn toàn được giải phóng và ta sẽ đánh tên khủng bố cuối cùng. Bắt đầu go. Rồi các bạn ạ. Hãy thôi. Đây là cửa ải cuối cùng các bạn nhá. Cửa ải cuối cùng để giải phóng khỏi hòn đảo những tên trộm này. Đây là tên trộm cuối cùng các bạn ạ. Đây là tên khủng bố khép kín. Đây là tên các bạn nhá. Trời ơi, sao thế nhỉ? Tiếng nhất ngã
rồi, không kịp chạy nữa rồi. Thế này thì sao đây? Bên quanh chúng ta bắt đầu bốc cháy rồi.
hiểm các bạn ạ. Là tuyệt vụ cuối cùng rất là nguy hiểm. Ta phải chiến đấu rất là căng thẳng. Trang siêu nhân của chúng ta đang phải chiến đấu với tên cuối cùng này. Nào, bắt đầu chiến đấu nào. 1, 2, 3. Hạ đúng rồi, hạ chưa? Vẫn chưa được các bạn ạ. Lại vẫn cuối cùng vào. Chưa hạ. Lại làm, lại quyết định hơn các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Chào các bạn. Bye bye các bạn.